nuôi lớn không gian trong lòng. Khi bạn đi vào sự tĩnh lặng bên trong chính mình, khi bạn thường quan sát, lắng nghe sự tĩnh lặng nơi chính mình, khi bạn bắt đầu thấy được từ nơi tĩnh lặng ấy, có những tư tưởng đến rồi đi, những cảm xúc đến rồi đi. Khi đó, có nghĩa là bạn đã nhận diện ra được chiều không gian trong lòng mình. Trong cuộc sống bận rộn và áp lực này, ai cũng muốn trong lòng mình có sự nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên. Và thỉnh thoảng, ta cũng nghe ai đó nói rằng ta nên trở về, nuôi lớn không gian trong lòng mình. Nhưng ta không hiểu và cũng chẳng biết không gian trong lòng ở đâu, nó là cái gì. Và hôm nay, khi nhận ra được sự tĩnh lặng bên trong, nhận ra được có một sự tĩnh lặng mà ở đó ôm chùm và đang nhận biết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong tâm trí, nhưng không đồng nhất nó với những gì mà nó quan sát. Cái đó thật bao la, thênh thang, rộng lớn, trong sáng, thuần khiết. Cái đó chính là không gian trong lòng mỗi người. Nuôi lớn không gian trong lòng chính mình là trở về cái đó. Cái đó luôn hiện hữu nơi phây phút đang là, luôn hiện hữu ở khoảnh khắc bây giờ và ở đây. Một tư tưởng đang đến nó nhận biết, nhưng nó không phải là tư tưởng đến đó. Một tư tưởng đi nó nhận biết, nhưng nó không phải tư tưởng đi đó. Một cảm xúc buồn, thương, hạnh phúc, khổ đau xuất hiện, nó nhận biết, nhưng nó không phải là những cảm xúc đó. Nó luôn có đó. Tĩnh lặng nhận biết mọi thứ đang diễn ra nơi thân, tâm, cảnh, nhưng nó chẳng là thứ gì cả. Nó không là thứ gì cả, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu, sáng ngời, tĩnh lặng.